Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đất Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 Galaxy 19 trong phần tường trình đặc biệt ngày hôm nay thứ năm 29 tháng 11 rồi thưa quý vị, và trời mưa ở ngoài. Chúng tôi đang nói chuyện với quý khán thính giả ở miền Nam California. Đối với các cư dân ở các nơi khác thì nơi quý vị nhiệt độ như thế nào? Chúc quý vị có một ngày thật là tuyệt vời. Ngay trong lúc này, sáng nay anh em chúng tôi nói chuyện với nhau và Thảo Yên quý vị ước muốn điều gì hay không? Không phải ngồi ở đây mà ngồi trên cái ghế bành ngay phía trước lò sưởi xem phim bộ truyền hình. Có phải không Thảo Yên? Đó, anh cũng ước như thế, và tại sao anh đổ có một mình em? Tôi ước cũng tương tự như vậy, mà trên tay cầm một ly cà phê nóng. Trong lúc này nhìn ra ở ngoài trời đang mưa, thật là trữ tình và lãng mạn. Thế nhưng đối với quý khán thính giả ngay ở nhà lúc này, nếu quý vị không đi làm mà ở nhà xem chúng tôi, thì không có gì tuyệt vời bằng trời ngoài mưa mà ngồi nghe tin tức nóng hổi nhất cả cái đầu. Bởi vì tin tức nhức đầu khá nhiều ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là mưa sẽ kéo dài đến bao giờ Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, mưa sẽ kéo dài luôn hết đến ngày hôm nay. Và chính vì vậy cái khuyến cáo về lục lội vẫn được đưa ra cho đến 7-8 giờ tối ngày hôm nay, mà đặc biệt là tại những cái khu vực mà đã bị cơn hỏa hoạn Woolsey Fire đi qua, thì những nơi đó có nguy cơ là lượng nước mưa có thể lên đến 2 inches, cho nên là sợ là sẽ có đất đá rồi bùn trôi, gây ra cái tình trạng nguy hiểm cho người dân ở tại nơi này. Và hôm nay ở Los Angeles, quận Los Angeles và quận Cam, thì và kể cả Inland Empire luôn thưa quý vị, nhiệt độ không lên quá 65 độ, nhưng mà buổi tối thì cũng không đến nỗi lạnh lắm, giữ ở mức là từ 50 cho đến 53 độ. Và đặc biệt là ngày mai thì trời sẽ khô ráo, nhưng mà đến thứ bảy thì lại có một cái cơn bão thứ nhì đi vào miền Nam Cali, nhưng mà cũng đem theo mưa, nhưng mà cơn bão ngày thứ bảy sẽ nhẹ hẳn đi, cho nên là mưa cũng không có nhiều. Mà đặc biệt là ngày hôm nay thì vẫn có gió mạnh trung bình là 35 dặm một giờ, đặc biệt các khu vực đồi núi thì sức gió có thể lên đến 45-50 dặm một giờ, cho nên các giới chức khuyến cáo là quý vị sống ở những khu vực đồi núi ngày hôm nay nên nếu được thì đừng lái xe ra ngoài đường. Mưa lớn ghê lên thưa quý vị, và từ tối hôm qua đến giờ này chúng tôi thấy nó tí tí từng đợt. Nó ngừng khoảng chừng 10-15 phút, xong nó ào một cái, như chúng tôi đang nói chuyện live và trên quý vị lúc này trên nóc nhà đó. Mưa ầm ầm, xong nó ngừng lại 10 phút, xong nó mưa ầm ầm tiếp và liên tục từ sáng tới giờ luôn. Đây là hình ảnh của ông Jerome Powell, một người hiện nay đang nắm trong tay vận mệnh kinh tế không những của nước Mỹ mà cả thế giới. Một tuyên bố của ông Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không thôi là đủ khiến cho cả thế giới phải rúng mình. Thực sự như thế thưa quý vị. Ngày hôm qua ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, người mà do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào thay thế bà Janet Yellen đó, dưới thời của ông Obama đó. Ông Powell tuyên bố rằng theo ông, phân lời hiện nay đang ở mức bão hòa. Và như vậy có nghĩa là phân lời Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ không tăng lên trong thời gian tới. Và với tuyên bố đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm qua lúc đóng cửa lên trên 600 điểm thưa quý vị. Một trong những ngày tốt nhất trong suốt 8 tháng qua. Chưa có ngày nào tốt như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại, cách đó chỉ có một tuần thôi, thị trường Dow Jones cũng đã rớt xuống 600 điểm và tổng hợp lại thì tuần qua cũng rớt cả ngàn điểm. Tuy nhiên trong vài ngày qua thị trường đã tăng lại rất tốt đẹp. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thị trường lại đi xuống chút đỉnh thưa quý vị. Dow Jones đang xuống 120 điểm, Nasdaq xuống 59 điểm, S&P 500 xuống khoảng 16 điểm. Lý do là vì các nhà kinh tế gia ở Wall Street, tức là thị trường chứng khoán đó, không nghĩ là lời nói của ông Powell thực sự là phản ảnh tình hình thực tế. Nhiều người nói chứ, ông nói để làm vui lòng Tổng thống Trump thôi. Và bức ảnh này cũng quý vị cũng nhìn thấy Tổng thống Trump gồm gồm
nhìn ông Jerome Powell trong lúc ông đang trình bày sau khi được bổ nhiệm. Trước đó, chính Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích người mà ông bổ nhiệm. Ông nói rằng, tại sao lại phải tăng phân lời? Phân lời lúc này không có lý do nào phải tăng phân lời cả. Tổng thống Trump muốn là tình hình kinh tế tiếp tục tốt đẹp bởi vì phân lời thấp. Thế nhưng quý vị thấy đó, chúng tôi ngày hôm qua gọi đến hãng dealer xe để tìm hiểu về phân lời dùng cho người bạn đó. Đa số đều nói là phân lời tăng mua một chiếc xe mới mà lên tới 4.9%. Mà nhà cửa quý vị thấy đó, phân lời nó cũng tăng liên tục. Và đối với Tổng thống Trump, chuyện mà phân lời tăng như vậy thực sự là gây ảnh hưởng đến cổ phiếu. Mà cổ phiếu đi xuống thì lòng người dân cũng không vui gì lắm, thưa quý vị. Trong khi đó, giá dầu lại tăng mạnh trong ngày hôm nay. Dầu tăng lại là một điều ước muốn của các nhà đầu tư. Họ không muốn thấy giá dầu thấp, mà nhất là kỹ nghệ sản xuất dầu hỏa ở Texas nữa, nơi sản xuất dầu phiến đá đó, thưa quý vị, bơm nước vào lòng đất đó để dầu nó phun lên. Dầu tăng 1.06 đồng, 51.35 đồng, vàng lên được 3.5 đồng, 1.233.30 đồng. Chúng tôi đến ngay với quý vị trong bản tin Breaking News vào sáng sớm ngày hôm nay, vào khoảng 7 giờ sáng California. Michael Cohen tuyên bố hợp tác với Robert Mueller và tuyên bố nhận tội nói láo với quốc hội. Ông đã từng ra điều trần trước quốc hội và ông khẳng định trước đây là ông không hề biết được cái vấn đề là Tổng thống Trump xây dựng và tìm cách để xây dựng Trump Tower ở Moscow, tức là thủ đô của Nga. Trong cái tiến trình điều tra để liệu tìm hiểu xem Tổng thống Trump có quyền lợi gì trong lúc ông đang vận động tranh cử và đã được Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử lên làm ứng viên Tổng thống, đó là năm 2016. Theo cuộc điều tra, và Robert Mueller cũng đã biết trước điều đó, và họ nói rằng chính Michael Cohen và Robert Mueller đã thảo luận suốt 70 giờ đồng hồ. Mà chuyện của Michael Cohen hợp tác với Robert Mueller, Ủy ban điều tra đặc nhiệm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, điều đó cũng đã được dễ hiểu và biết trước. Chính Michael Cohen tuyên bố là ông sẵn lòng hợp tác với cơ quan điều tra để bảo vệ gia đình, trong đó có vợ ông và con ông. Sau khi tuyên bố nhận tội này với mục tiêu giảm án tù, bởi vì công tố viên sẵn lòng hợp tác với các nhân chứng và các nghi can bị truy tố để mà giảm án nếu như họ thành thật khai báo. Và cái chuyện thành thật khai báo này đã gặp phản ứng của Tổng thống Trump như thế nào khi ông chuẩn bị lên đường đến thủ đô Buenos Aires của Argentina, hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Hậu Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến bản tin Breaking News ngày hôm nay. Luật sư riêng của Tổng thống Trump suốt 15 năm trời, Michael Cohen, hôm nay đã nhận tội nói láo với cơ quan điều tra của Quốc hội rằng ông không còn tiếp tục với dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower ở thủ đô Moscow của Nga. Tuyên bố này được đưa ra vào tháng 8 năm 2017. Lúc đó, Michael Cohen đã gặp gỡ các giới chức điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu liệu rằng vào thời gian vận động tranh cử và nhận được đề cử của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump có còn có những cái mối giao hảo quyền lợi làm ăn gì với Nga hay không? Vào thời gian đó, đích thân Tổng thống Trump và kể cả luật sư Michael Cohen nói rằng không có bất cứ một cái dự án và quyền lợi gì của Tổng thống Trump ở lúc đó là ứng viên Tổng thống ở Nga cả. Thế nhưng giờ đây, thưa quý vị, Michael Cohen nói ông đã nói láo. Và sự thật đó là
Ngay cả thời gian Tổng thống Trump đã nhận được, lúc đó là ứng viên, nhận được đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống Trump, cũng là luật sư về địa ốc, vẫn đang tiếp tục thảo luận với chính phủ Nga về việc xây dựng Trump Tower ở tại thủ đô Moscow. Và cái điều đó là điều cấm kỵ, bởi vì trước đó, đó họ không muốn một ứng viên của Đảng Cộng Hòa lại có mối giao hảo làm ăn xây dựng gì với Nga cả. Mà ông Trump lại thẳng thừng nói rằng nó không có xây gì cả. Thế thì phản ứng của Tổng thống Trump vào sáng ngày hôm nay như thế nào? Đây là lúc mà Tổng thống Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc để chuẩn bị đến thủ đô Buenos Aires, hội nghị thượng đỉnh G20 ở Á Canh Đình. Tổng thống Trump đã chỉ trích ngay lập tức tuyên bố của Michael Cohen. Ông nói rằng luật sư Michael Cohen là một kẻ yếu đuối. Tên này chỉ muốn hợp tác để mà giảm được án tù thôi. Thứ hai, ông khẳng định tôi không hề có bất cứ các quan hệ làm ăn, không có xây dựng địa ốc gì ở thủ đô Moscow cả. Vâng, đó là lời khẳng định của ông Trump. Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là liệu rằng tuyên bố này có là thành thật hay không? Chúng ta cũng nhớ chuyện của Michael Cohen và Stormy Daniels. Cũng đích thân Tổng thống Trump đã nói ông không hề biết gì về mối quan hệ này với Stormy Daniels và cũng không hề biết được 130.000 đã trả. Nhưng mà cuối cùng sau đó ông đã phải nhận rằng đã trả tiền cho cô đào phim khiêu dâm Stormy Daniels. Cho nên đây là vấn đề chính và cuộc điều tra của Robert Mueller vẫn đang tiến hành. Vấn đề chính ở đây là nếu xét thấy thực sự là Tổng thống Trump đã nói láo với Ủy ban điều tra và Quốc hội thì điều gì sẽ xảy ra? Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì báo cáo lợi nhuận của tổ chức NRA, Hiệp hội Súng trường Quốc gia, cho năm 2017 đã vừa được công bố. Và cái bản báo cáo này cho thấy là doanh thu của NRA đã giảm rất là nhiều, gần một nửa so với một năm trước đó là năm 2016. Thì thưa quý vị, trong năm 2016, chỉ nói riêng cái tiền mà membership thành viên đóng góp cho NRA đã là 125 triệu, nhưng mà cao nhất phải là năm 2015 thưa quý vị, các thành viên họ đóng góp lên đến 163 triệu và tổng cộng là tính luôn tiền của thành viên và các nhà tài trợ mà giàu có, các tỷ phú, thì mỗi một năm NRA họ thu về từ 300 cho đến 330 triệu. Nhưng mà đến năm 2017 thì cái số tiền này, mà năm 2017 cũng là cái năm dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, là bất chấp NRA ra mặt là cái tổ chức ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Trump, thì họ đã bị mất đi 55 triệu từ các thành viên thưa quý vị. NRA họ từ chối đưa ra bình luận và các chuyên gia họ phân tích như thế này. Nếu không có ngoa khi mà nói là tổ chức này họ tăng thu nhập dựa trên cái nỗi lo sợ của người dân Mỹ, đó là dưới thời chính quyền Tổng thống Obama thì họ đã có những cái chiến dịch cũng như là những cái quảng cáo, và cộng thêm dưới thời chính quyền Tổng thống, cựu Tổng thống Obama là đảng Dân Chủ nắm quyền, thì họ cứ hô hào rằng phải mua súng, chứ nếu không là thời chính quyền ông Obama sẽ ra những cái luật cấm sở hữu súng đạn. Cho nên năm 2015, năm 2016, doanh thu của họ tăng một cách cao nhất trong suốt mấy chục năm qua. Và nhưng mà đến năm 2017 thưa quý vị, thì chính quyền Tổng thống Trump lên nắm quyền và Quốc hội thì cũng không có đưa ra những cái chỉ trích về những cái vụ thảm sát. Người dân thì chỉ trích là NRA, còn Quốc hội thì nhắm mắt mở thưa quý vị, bởi vì NRA là cái tổ chức ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ nhất. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói sâu xa hơn thì thật ra NRA lúc đầu được lập ra họ không phải theo cái đảng nào cả, mà chỉ là
dựa theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ, đó là bảo vệ quyền sở hữu súng đạn của người dân Mỹ. Nhưng mà trong bắt đầu khoảng chừng 10 năm trở lại đây thì họ lại đi theo cái đường hướng là họ ủng hộ hoàn toàn cho đảng Cộng Hòa. Chính vì vậy trong năm 2017 có rất nhiều các thượng nghị sĩ là đảng Dân Chủ họ từng có sở hữu súng, đã từng trả tiền làm thành viên, nhưng mà sau những cái hoạt động của NRA họ đã bỏ cái membership của họ. Và cũng chính vì vậy thưa quý vị, các chuyên gia họ nói là dưới thời Tổng thống Trump thì mọi người họ không cảm thấy là họ cần phải mua súng đạn nhiều, bởi vì chắc chắn là chính quyền này sẽ không có đưa ra những cái lệnh cấm sở hữu súng, cho nên chính vì thế tiền đóng góp của các thành viên đã giảm đi rất là nhiều. Họ đã đóng góp để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump, và khi Tổng thống ứng viên Donald Trump đã chính thức làm Tổng thống rồi thì họ nói rằng ô, giấc mơ đã thành hiện thực, hay là nỗ lực của họ đã thành công rồi thì đâu có nhất thiết là phải rút tiền lại nữa. Nhưng mà bên cạnh đó, trong những cái vụ mà thảm sát như là vụ Las Vegas vân vân, thưa quý vị, thì kể cả những người tham gia vào cái chương trình đại nhạc hội ở Las Vegas nữa, họ cũng là những thành viên của NRA, và sau cái vụ thảm sát đó thì họ đã quyết định không trở thành thành viên nữa. Mặc dù vậy, với 5 triệu thành viên vào lúc này, NRA là một tổ chức có cái động lực chính trị rất mạnh mẽ, và với số tiền họ có khổng lồ, vận động hành lang, chính vì vậy mà thường họ bỏ tiền ra đăng những quảng cáo giúp cho những ứng viên chính trị nào có tư tưởng ủng hộ quyền sở hữu súng ống. Chính vì thế, lực lượng này với mấy triệu người luôn, họ cứ nói rằng đây là một ứng viên rất xứng đáng, bởi vì nếu mà người này đắc cử đó, họ sẽ không đưa ra các vấn đề kiểm soát súng ống, thưa quý vị. Trở lại với vấn đề của Tổng thống Trump ngày hôm nay, một trong những trang mạng ủng hộ cho đảng Cộng Hòa và có tiếng nói bảo vệ Tổng thống Trump mạnh mẽ đó, đó là Drudge Report. Và hôm nay họ đưa ra những cái tin tức không lấy gì làm vui lắm cho Tổng thống Trump. Chẳng hạn như đề tựa Nightmare Before Christmas, trước khi Giáng sinh đó, là ác mộng đang đến với Tổng thống Trump. Chụp hình. Vâng, chẳng hạn đưa ra những cái bản tin breaking news. Tổng thống Trump từ khẳng định là không hề có bất cứ một cái dự án xây dựng địa ốc nào ở tại Moscow, vân vân, chỉ trích Michael Cohen. Nhưng mà bên cạnh đó, những đề tài về kinh tế cũng khiến cho ông Trump nhức đầu. Storm cloud on horizon, đối với nền kinh tế, họ nhìn thấy ở đường chân trời đó, một cơn bão đang vào có thể gây ảnh hưởng đến kinh tế. Jobless claims rise, tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên, thưa quý vị. Lý do là Bộ Lao động công bố ngày hôm nay, đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng, và tăng khá mạnh liên tục trong hai báo cáo vừa qua. Đồng thời, Fed, Ngân hàng Trung ương và Quỹ Dự trữ Liên bang cũng đã đưa ra khuyến cáo cổ phiếu thị trường tài chính của Hoa Kỳ có thể bị giảm mạnh trong thời gian tới, thưa quý vị. Và đó là những diễn biến mà hiện nay ông Trump rời khỏi nước Mỹ. Chưa kể đó là vấn đề chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra nữa, như bản tin của Drudge Report đưa ra ngày hôm nay. Nightmare Before Christmas, ác mộng đến với Tổng thống Trump vào thời điểm này trước Giáng sinh. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo và gửi đến thêm quý vị các bản tin liên quan đến nền y tế của Hoa Kỳ và cái số tử vong càng ngày càng cao ở Hoa Kỳ này. Trở lại với chúng tôi trước khi Thảo Yên gửi đến quý vị tin tức liên quan đến số người Mỹ chết càng ngày càng nhiều và khiến cho cái số tuổi thọ của người Mỹ nó giảm hẳn đi đó, thưa quý vị. Thì đây cũng là một cái cơn bão đối với Tổng thống Trump. Đây là hình ảnh của ông Roger Stone, một cố vấn, một người thân cận, rất thân cận với Tổng thống Trump, hiện nay đang bị điều tra. Roger Stone đang được ông Robert Mueller kêu gọi hãy hợp tác đi để ông giảm án cho. Nhưng mà ông này chưa có đồng ý, bởi vì có thể là ông nghĩ rằng Tổng thống Trump có thể tha cho ông. Cho nên ông Roger Stone hiện nay cho biết rằng họ
không muốn hợp tác. Thế nhưng không hợp tác thì có nhiều cái sơ hở, và thực sự Robert Mueller đang nắm trong tay email, những cái cụ điện thoại liên lạc. Và thưa quý vị, đây là bên dưới bản tin mới cho thấy. Đây là cái bản tin họ kể lại. Có những cú điện thoại gọi trong đêm sau 12 giờ. Và mỗi khi cái điện thoại đó gọi đó thì bao giờ cũng là ID unknown. Quý vị biết đó, thường thường nó hiện lên, nó không có cho thấy chữ tên gì hết. Để bởi vì đây là những cuộc điện thoại bí mật mà. Và người ta tin đó là điện thoại của ứng viên Donald Trump và kể cả Tổng thống Trump sau này nữa. Và nói chuyện hai người rất là dài. Và cái câu chuyện này mang bao gồm những vấn đề gì? Thì đó là Robert Mueller có trong tay điện thoại này hay chưa? Hay là có dùng cái những cái cuộc điện thoại này và họ đã nghe được giọng nói bên kia là Donald Trump hay không? Thì đây chỉ là một cái bản tin thôi để cho thấy rằng là bên phía Robert Mueller có thể họ đã có cái gì đó trong tay rồi để áp lực cho ông Roger Stone. Một lần nữa thưa quý vị, phải thực sự là khai báo với tất cả những gì đã có. Như Michael Cohen đã từng nói láo với cơ quan điều tra và bây giờ phải nhận tội nói láo đó để được giảm án. Dạ vâng, thưa quý vị, có 3 cái báo cáo từ chính phủ mà trong đó có một cái từ CDC vừa đưa ra sáng nay cho thấy là từ năm 2016 đến năm 2017 thì tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ lại tiếp tục giảm, mà nguyên nhân hàng đầu là overdose, thưa quý vị, uống thuốc quá liều. Số liệu từ CDC đưa ra cho thấy là những cái nguyên nhân mà gây chết người khiến tuổi thọ trung bình giảm đi, hàng đầu vẫn là hai cái, overdose và tự tử. Và cái nhóm mà có tỷ lệ tử vong do overdose nhiều nhất là từ 25 cho đến 54 tuổi. Và tiểu bang mà có số người chết vì overdose nhiều nhất là West Virginia, còn ít nhất là South Dakota và Nebraska. Còn tỷ lệ mà người tự sát thì phụ nữ tuổi từ 45 đến 64 là có cái tỷ lệ tự sát cao nhất ở Hoa Kỳ và lại xảy ra nhiều nhất ở những cái quận nghèo khó hẻo lánh. Và năm 2017 thì overdose đã giết chết 70.200 người, thưa quý vị. Còn những người tự sát thì tỷ lệ tăng lên 3.7%. Và theo ông giám đốc CDC là ông Robert Redfield thì căn cứ theo cái số liệu này, nếu như một đứa trẻ sinh ra vào năm ngoái thì chỉ sống được đến 78.6 tuổi, giảm đi 0.1 năm so với một năm trước đó. Và phụ nữ thì vẫn tiếp tục sống lâu hơn nam giới, và tuổi thọ của phụ nữ tiếp tục là 81.1, trong khi tuổi thọ của nam giới lại giảm bớt, thưa quý vị, 76.2 từ năm 2016, nay giảm xuống 76.1. Và trong năm 2017 thì số người chết tổng cộng ở Hoa Kỳ là 2.8 triệu người, nhiều hơn một năm trước đó gần 70.000 người. Và phụ nữ gốc Phi, cái tỷ lệ tử vong lại giảm bớt, nghĩa là họ sống lâu hơn một chút, thưa quý vị, nghĩa là đời sống được cải thiện. Nhưng mà nam giới người Mỹ trắng và phụ nữ người Mỹ trắng thì cái tỷ lệ sống thọ lại giảm bớt đi. Và 10 cái nguyên nhân tử vong hàng đầu trong suốt mấy năm nay không thay đổi, thưa quý vị, đó bao gồm bệnh tim, ung thư, bị thương có thể là do đụng xe chết, hoặc là bệnh đường hô hấp, đột quỵ, Alzheimer, tiểu đường, bệnh cúm, viêm phổi và bệnh thận, thưa quý vị. Cho nên khi mà cơ quan CDC thực hiện các cuộc nghiên cứu này, họ bao gồm tất cả các yếu tố và tác động môi trường bên ngoài đối với cái chết của người Mỹ, trong đó kể cả tự tử, thưa quý vị, đâu có bị dịch bệnh thôi. Cho nên khó lòng để mà biết rõ được cái tuổi thọ thực sự của người Mỹ như thế nào. Phải loại bỏ trường hợp tự tử, loại bỏ trường hợp uống thuốc quá liều, bởi vì uống thuốc quá liều thực sự đâu phải ai cũng uống thuốc quá liều đâu, mà phải bao gồm những cái chứng bệnh ung thư, tiểu đường hoặc tim, và họ phải
làm những cái cuộc nghiên cứu riêng lẻ. Số người bị bệnh tim trong năm qua chết là bao nhiêu người, số người bị phổi, số người bị dịch bệnh, E. coli, vân vân, tất cả. Để chúng ta biết được, để nhắm vào việc cải thiện tuổi thọ của người Mỹ bằng cách là cải thiện, giảm thiểu những cái tác động từ các bệnh. Chẳng hạn như làm thế nào để giúp cho con người không còn bệnh tim nữa, không còn ung thư nữa, thì đến lúc đó cái tuổi thọ của người Mỹ sẽ tăng lên rất cao, vượt quá 80-90 luôn, thưa quý vị. Và trong khi đó, ngày hôm nay hãng hàng không Delta vừa chính thức tuyên bố trở thành hãng hàng không đầu tiên của nước Mỹ và có thể là cả thế giới nữa sử dụng máy dò mặt và mắt mũi tại phi trường, và phi trường Atlanta của tiểu bang Georgia là nơi chính thức áp dụng. Và Delta cho biết họ sẽ còn áp dụng thêm nữa trên các phi trường khác. Sắp tới đây có thể là LA, rồi New York, vân vân. Vâng, lý do đó là Atlanta, như chúng tôi đã thưa rất nhiều lần, là trạm trung chuyển chính thức của các khu vực. Quý vị bay sang châu Âu hoặc là bay sang Caribbean thường là ghé qua phi trường Atlanta hoặc là phi trường O'Hare ở Chicago. Và tại Atlanta ngày hôm nay, quý vị thấy cơ quan và hãng hàng không Delta nói rằng việc mà người nào mà sẵn lòng thông qua, có nghĩa là quý vị phải cung cấp đầy đủ các chi tiết về dấu vân tay, mắt, mũi, miệng, và họ gọi đây là biometric terminal, khu kiểm nghiệm con người bằng khuôn mặt nhận diện. Tuy nhiên đối với những người mà có khuôn mặt mà nhìn thấy được, còn không biết là những người mà như thế này thì Hậu Yên, với những người phụ nữ này thì không biết qua mấy làm sao. Chắc đúng lúc đúng đó phải cởi cái chắc không biết được là họ già hết từ trên đầu, bởi vì chúng tôi thấy là có máy họ già hết từ trên đầu xuống xuống chân luôn và thấy hết luôn, để mà bảo đảm là trong người không mang ma túy, vũ khí. Nhưng mà cái hệ thống này họ nói rằng sẽ tiết kiệm rất nhiều cho quý vị. Cho nên đó cũng là lý. Nếu mà chúng ta thật sự không có gì giấu giếm cả, thì đây là cơ hội mà Delta nói rằng sẽ giúp cho quý vị. Bởi vì từ lúc quý vị đi vào cổng cho đến khi quý vị lên được máy bay đó, là đôi khi phải trải qua rất nhiều lần qua cái trạm kiểm soát, mà họ phải scan cái passport của quý vị hoặc là ID của quý vị, rất là phiền. Trong khi quý vị đi qua cái hệ thống biometric này rồi đó, thì là sẽ giúp cho quý vị ra vào dễ dàng hơn. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó theo tin từ CNN cho biết là có 16 nhân viên bưu điện USPS tại Atlanta đã vừa bị bắt cái tội là nhận hối lộ của bọn buôn ma túy để mà vận chuyển ma túy cho bọn chúng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục bản tin này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị bưu tiếp tục điện Hoa Kỳ chuyển ma túy. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin tại Atlanta có 16 nhân viên bưu điện USPS, họ đã bị bắt và đã bị phạt tù, thưa quý vị, từ 3 cho đến 9 năm với cái lý do là 16 người này đã nhận hối lộ của những bọn buôn lậu ma túy và họ chính là những người giúp chúng chuyển những cái gói hàng chứa ma túy. Thì được biết là 16 người này bắt đầu bị cơ quan FBI điều tra vào năm 2015 và họ có tuổi từ 26 cho đến 64 tuổi. Và những cái lần mà họ nhận hối lộ ít nhất là khoảng từ 250 đồng, cho những cái lần mà nhiều nhất thì lên khoảng 2-3 ngàn, thưa quý vị. Và được biết là cơ quan công tố của Atlanta cho biết là ở cái vụ này sẽ là một cái trường hợp ví dụ để mà họ điều tra thêm ở tại những tiểu bang khác nữa, bởi vì nhân viên bưu điện giữ một cái vai trò rất là quan trọng, mà nếu họ bị nhận hối lộ như vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng nguy hiểm cho người dân của Hoa Kỳ. Như quý vị lúc nãy cũng nghe là cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay ở Mỹ là overdose, mà cái bọn buôn lậu thì tìm mọi cách để mà vận chuyển hàng và bán hàng, thưa quý vị. Chúng tôi vừa nhận được breaking news. Buổi sáng thường là breaking news rất nhiều. Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin
vì căng thẳng ở Ukraine. Quả nhiên như chúng tôi đã đoán trước được chuyện này sau khi Nga bắt 3 chiến tàu hải quân của Ukraine trong vùng biển Crimea, thưa quý vị. Và ngay lập tức có nhiều người thì nói rằng việc mà tàu chiến của Nga bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine là nỗ lực của ông Tổng thống Ukraine Poroshenko nhằm gửi đến thông điệp cho Washington rằng Nga vẫn tiếp tục muốn gây chiến và không muốn giải quyết vấn đề Crimea. Phía Hoa Kỳ vẫn cùng với NATO và đã xảy ra cái cuộc họp khẩn cấp của NATO cũng như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi xảy ra cái vụ đụng độ vào hôm cuối tuần, thưa quý vị. Và sau đó, quả nhiên cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump là John Bolton cũng đã khuyên ông Tổng thống không nên gặp ông Putin nữa. Mà cách đó chỉ có vài tiếng đồng hồ, Điện Kremlin đã khẳng định là ông Putin rất muốn gặp ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở thủ đô Buenos Aires. Đó là diễn biến tình hình. Nhưng đến giờ phút này Tổng thống Trump tuyên bố cancel, không gặp nữa. Vì một khi mà Nga còn giam giữ 3 chiến tàu và trong đó có 24 thủy thủ hải quân, trong số này có 2 người hiện nay đã bị tòa kết án tới hơn 20 tháng tù về cái tội xâm chiếm lãnh hải này của Ukraine, thưa quý vị. Nhưng mà Nga chiếm và Nga nói rằng đây là cái việc mà hợp pháp vì trong cuộc trưng cầu dân ý, đa số người ở Crimea đều muốn tách khỏi chính phủ Ukraine và Crimea là một phần của Liên bang Xô Viết. Ukraine cũng là một phần của Liên bang Xô Viết ngày xưa. Bây giờ thì Nga không thể nào để mất cái bán đảo Crimea được, bởi vì ở trong vùng châu Âu, bán đảo Crimea là khu vực tiền đồn duy nhất của Nga nếu xảy ra cái cuộc tấn công của khối NATO. Trở lại với tình hình của những người di dân bất hợp pháp thì hôm nay rõ ràng đó Thảo Yên. Nếu mà mình đến một cái nơi xứ sở lạ hoắc mà mình ở đó như một con thú bị người ta khinh bỉ. Quý vị biết đây là những người mà họ nói tội nghiệp lắm, chuyện kể từ phóng viên ở đây đó. Có một gia đình, một người phụ nữ có 3 đứa nhỏ nằm ở đó, những người dân ở Tijuana đây đi ngang nhổ nước bọt rồi gọi mấy người này là pig, cái chữ con heo đó, tiếng Việt mình cũng đã quá nặng rồi, nhưng mà đối với người mẹ đó, tức là chỉ những cái kẻ bần cùng trong xã hội á, những kẻ hèn hạ không làm gì hết, ăn bám vào người khác thì bị gọi là đồ con lợn, đồ con heo. Và những người này tuyên bố họ không chịu đựng được nữa, thưa quý vị. Và hôm nay đã có một số người dùng cái thuật ngữ tiếng Anh nghe cũng tội nghiệp lắm, self deport, tự động tự mình trục xuất lấy mình về nước. Thế thì ông Trump nên gửi một cái thông điệp đến cho những người này rằng ta về ta tắm ao ta, phải không ạ? Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Và đúng vậy, những di dân bất hợp pháp này hôm nay họ nói thôi, làm gì thì làm, mặc dù đã tìm cách bỏ chạy những cái vấn đề rất lớn, đó là khủng hoảng kinh tế ở Honduras, El Salvador và Guatemala, nhưng mà thôi, sống một cái đời sống mà cũng không biết bao giờ mình mới đặt chân lên đến Mỹ được. Bởi vì như chúng tôi đã thưa đó, nỗ lực của Tổng thống Trump ngày hôm nay là kêu gọi một tòa liên bang đó là đừng cái chấp nhận cái phán quyết của ông tòa cũng ở California trước đây, để cho Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng việc kiểm soát di dân. Và họ nói rằng nếu mà ông quan tòa liên bang không cho đó, thì ông sẽ kiện lên đến tòa kháng án luôn nữa, để vì vấn đề an ninh quốc gia. Mà sáng ngày hôm nay họ nói rằng trong số những tên di dân vào đây đó là cả một cái băng nhóm M13, M13 vô cùng nguy hiểm của El Salvador, thưa quý vị. Cho nên lẫn lộn trong cái số này là những kẻ phá rối, những kẻ buôn người, những kẻ mãi dâm, những kẻ buôn ma túy. Và đó cũng là cái khó khăn của chính phủ Mexico tìm cách trục xuất những người này về nước.
Vâng, thưa quý vị, cách đây hơn một tuần thì chắc quý vị cũng còn nhớ là chúng tôi gửi đến quý vị bản tin là có một gia đình của một ông triệu phú ở tại vùng Colts Neck ở New Jersey, nhà bị phóng hỏa và bốn người gồm hai vợ chồng và hai đứa con được tìm thấy đã chết bên trong căn nhà. Thì ngày hôm đó trùng hợp là một khoảng cách trước đó vài tiếng đồng hồ, nhà của người anh của ông này là Paul Canero, còn cái hình của ông đang hiện trên màn hình là ông Keith Canero, thưa quý vị. Kit Dạ vâng. Còn cái hình vừa mới hiện lên đây là ông Paul. Thì Canero. nhà của ông Paul cách đó vài tiếng đồng hồ cũng bị cháy. Thì lúc đó cảnh sát họ không biết là có phải là hai anh em này đã gây thù chuốc oán với ai hay không mà bị người ta trả thù. Tuy nhiên sáng sớm ngày hôm nay thưa quý vị, thì tin tức từ phía cảnh sát New Jersey cho biết là chính ông Paul Canero là người đã phóng hỏa và giết chết bốn người ở nhà của người em của mình. Thì đến 11 giờ thì sở cảnh sát mới mở một cái cuộc họp báo công bố nguyên nhân, nhưng mà tin tức ban đầu cho biết là thưa quý vị, vào ngày xảy ra hai cái vụ hỏa hoạn thì ông em Keith Canero được tìm thấy là chết ở sân trước, và ông bị bắn vào đầu từ phía sau. Còn vợ là bà Jennifer và hai đứa con nhỏ 8 Nó và tội nghiệp 11 ha. tuổi chết ở trong nhà, mà vợ và hai con thì chết do bị dao đâm. Còn cái vụ phóng hỏa ở nhà của chính ông Paul Canero là cái ông anh đó, thì là có luôn vợ con ông ở nhà nhưng mà không ai bị gì cả. Thì hiện nay ông Paul ông bị truy tố hai cái tội phóng hỏa và bốn cái tội sát nhân, nhưng mà nguyên nhân thì phải chờ cái cuộc họp báo thưa quý vị. Tranh chấp tài sản hay là làm ăn như thế nào cả Dạ một cái vâng. gia đình đẹp như vậy. Đây là Paul Canero, thủ phạm trong vụ giết em và những đứa con cháu của mình. Gia đình triệu phú cả, thưa quý vị. Lo ngại là những sinh viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ để học và sẽ trở thành những gián điệp cho Trung Quốc. Chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay đang xét tới việc là giảm thiểu cái số người Trung Quốc này vào Mỹ, thưa quý vị. Bên cạnh đó, họ nói rằng là họ đang ước tính để mà liệu xem đưa ra cái tiến trình này sẽ như thế nào. Nhưng mà rồi trong cái quy trình mà kiểm tra visa và cho phép để các sinh viên Trung Quốc vào đây học đó sẽ làm khó khăn hơn cho họ. Ngoài ra, tất cả những vấn đề liên quan đến hồ sơ điện thoại này, rồi hồ sơ cá nhân vân vân, và kể cả Facebook, YouTube, Weibo, những cái trang mạng ở Trung Quốc đó cũng phải đưa vào cái cuộc điều tra đó. Có thể là kêu gọi các sinh viên này cung cấp trong thời gian qua em lên trên mạng để làm gì, liên lạc với ai, có phải liên lạc với giới chức Hoa Kỳ bên Mỹ hay không, quen biết giới chức nào ở Mỹ hay không. Tất cả các hồ sơ đó sẽ gây ảnh hưởng đến số du học sinh của Trung Quốc. Thứ hai nữa đó là cũng chúng tôi cũng nghe bản tin đó là các cửa hàng bán lẻ trong đó Louis Vuitton, Chanel, vân vân, Prada cũng đang rất lo ngại ở Saco Plaza, lo ngại rằng cái số người du khách Trung Quốc đang giảm thiểu. Beverly Hills họ cũng sợ bởi vì họ thấy trong thời gian qua cái lượng du khách Trung Quốc vào Mỹ để mua sắm nó không còn nhiều nữa. Chắc có lẽ vì cái cuộc chiến tranh mậu dịch này, những người Trung Quốc cảm thấy đến Mỹ khó khăn, cho nên họ không muốn đến Mỹ nữa và từ đó cắt giảm các lợi nhuận của các cửa hàng bán lẻ ở các khu vực sang trọng. Đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Giữ nguyên băng tần này để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.